đêm hôm nay là đêm bán kết, mà càng đi vào những cái vòng trong á là hứa hẹn nó nhiều kịch tính, nó nhiều hấp dẫn. Đang rất là trông đợi năm tiết mục ngày hôm nay để xem ai sẽ thực sự bước lên vòng chung kết để bước lên bục chiến thắng. Với năm cái con người này thì bây giờ sẽ phải loại ai đây, khi mà họ đang cố gắng từng ngày đóng góp cho chương trình những tiết mục rất là hay. Ladies and gentlemen, welcome to ZMTQ 2020. Make some noise. Gặp mặt thì giống. Thương nhau thật nhiều, viết mấy tin yêu, trao nhau trọn tình, dẫu có điều linh, xa nhau trọn đời, vẫn nhớ thương nhau. Chưa bao giờ. Đây là một tiết mục tuyệt vời. Cảm ơn cô rất nhiều. Điều thứ hai đó là tôi muốn được gặp lại bạn ở trong đêm chung kết. Nãy giờ anh không có cảm giác là mình đang coi một cái phần thi, mà cảm giác là mình đang coi một cái phần trình diễn chuyên nghiệp. Trên sân khấu này nó hoàn hảo từ đầu đến đuôi, nó không có cái gì chê hết trơn trọi á. Mình rất là yêu cái tiết mục này, rất là thú vị. Cưng lắm, thấy cưng lắm, cưng xỉu luôn, xỉu ức xỉu đau luôn. Rồi xỉu ức xỉu đau luôn. Tại sao vậy, tại sao không được vô vậy?